Này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào trí tuệ được tu tập trong một ngày của một đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có thể phát sanh đầy đủ trí nhất thiết tướng vi diệu, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình và giác ngộ tất cả tướng của tất cả pháp, dùng phương tiện lập ra cảnh giới vô dư y niết bàn cho hết thảy hữu tình. Còn đối với trí tuệ thanh văn độc giác có tác dụng như vậy không? Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn không. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào, tất cả thanh văn và độc giác có suy nghĩ như vậy, ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập cảnh giới vô dư y niết bàn cho tất cả hữu tình không? Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn không. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào, tất cả thanh văn và độc giác có suy nghĩ như vậy, ta sẽ tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, giáo hóa các loài hữu tình, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn không? Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn không. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đều nghĩ như vậy, ta sẽ tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, giống như con đom đóm không thể nghĩ ánh sáng của ta có thể làm ánh sáng lớn chiếu khắp châu thiện bộ, thanh văn độc giác cũng như vậy, chưa từng phát tâm mà có thể nghĩ như vậy. Ta tu sáu pháp ba la mật đa để giáo hóa cho các hữu tình, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, ví như mặt trời có ánh sáng rực rỡ, vừa mới mọc liền chiếu khắp châu thiện bộ, đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa cũng vậy, nghĩ như vậy. Ta tu sáu pháp ba la mật đa giáo hóa cho các hữu tình, làm cho nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát có thể vượt qua các địa vị thanh văn độc giác vân vân, có thể chứng đắc địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, làm thanh tịnh đạo Bồ Đề? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, từ khi mới phát tâm tu hành sáu pháp ba la mật đa, đại Bồ Tát luôn trụ vào pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện nên vượt qua địa vị thanh văn độc giác vân vân, có thể chứng đắc địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, làm thanh tịnh đạo Bồ Đề. Xá Lợi Tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát trụ vào những địa vị nào mà có thể làm ruộng phước chân tịnh cho tất cả thanh văn độc giác? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, từ khi mới phát tâm tu hành sáu pháp ba la mật đa, cho đến lúc ngồi tòa bồ đề, các đại Bồ Tát thường làm ruộng phước chân tịnh cho tất cả thanh văn độc giác. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì nương vào các đại Bồ Tát mà tất cả các pháp lành xuất hiện ở thế gian, đó là tất cả 10 thiện nghiệp đạo, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 trí thánh đế, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 10 lực Như Lai, 6 pháp ba la mật đa, 18 pháp Phật bất cộng,
tất cả vô lượng vô số vô biên pháp lành như vậy xuất hiện ở thế gian. Nhờ các pháp lành của Đại Bồ Tát ấy mà thế gian có Đại tộc Sát Đế Lợi, Đại tộc Bà La Môn, Đại tộc Trường Giả, Đại tộc Cư Sĩ, trời Tứ Đại Thiên Vương chúng cho đến trời Tháp Hóa Tự Tại, trời Phạm chúng cho đến trời Đại Phạm, trời Quang cho đến trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh cho đến trời Biến Tịnh, trời Quảng cho đến trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng Hữu Tình, trời Vô Phiền cho đến trời Sắc Cứu Cánh, trời Không Vô Biên Xứ cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ xuất hiện ra đời. Lại nhờ các pháp lành của Bồ Tát nên có Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán, Độc Giác Bồ Tát và các đức Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát có cần làm thanh tịnh ruộng phước tự thân nữa không? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát không cần làm thanh tịnh ruộng phước tự thân nữa. Vì sao? Vì đã hoàn toàn thanh tịnh rồi. Nghĩa là thế nào? Này Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát là đại thí chủ, bố thí cho các hữu tình rất nhiều pháp lành thuộc thế gian và xuất thế gian, như bố thí cho hữu tình 10 thiện nghiệp đạo, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 trí thánh đế, 4 niệm trụ, 4 chánh vạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 6 pháp ba la mật đa, 18 pháp Phật bất cộng, bố thí pháp lành vô lượng vô số vô biên như vậy, nên nói Bồ Tát là đại thí chủ. Do đây mà Bồ Tát đã làm thanh tịnh ruộng phước tự thân rồi phát triển vô lượng phước đức ở thế gian. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát phải tương ưng với những pháp nào mà nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với sắc không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với thọ tưởng hành thức không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với nhãn xứ không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với sắc xứ không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với thanh hương vị xúc pháp xứ không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với nhãn giới không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với sắc giới không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với thanh hương vị xúc pháp giới không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với nhãn thức giới không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với thánh đế khổ nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với thánh đế tập diệt đạo không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với vô minh không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với tất cả pháp không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng tương ưng với pháp hữu vi vô vi không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với bản tánh không nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với bảy pháp không như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tương ưng với bảy pháp không như vậy mà không thấy sắc có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thọ tưởng hành thức có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sắc là pháp sanh hay pháp diệt, không thấy thọ tưởng hành thức là pháp sanh hay pháp diệt,
Không thấy sắc là pháp nhiễm hay pháp tịnh, không thấy thọ tưởng hành thức là pháp nhiễm hay pháp tịnh, không thấy sắc hợp với thọ, không thấy thọ hợp với tưởng, không thấy tưởng hợp với hành, không thấy hành hợp với thức. Vì sao? Này Xá Lợi Từ, không có một pháp nhỏ nào mà hợp với pháp, vì bản tánh tất cả pháp đều không. Này Xá Lợi Từ, các sắc không chẳng phải là sắc, các thọ tưởng hành thức không chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này Xá Lợi Từ, vì các sắc không chẳng phải là tướng biến đổi và ngăn ngại, các thọ không chẳng phải là tướng lãnh nạp, các tưởng không chẳng phải là tướng nắm giữ tưởng tượng, các hành không chẳng phải là tướng tạo tác, các hành thức chẳng phải là tướng liễu biệt. Này Xá Lợi Từ, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Này Xá Lợi Từ, tướng không của các pháp ấy đều không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Như vậy trong cái không đó không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, không có sắc xứ, không có thanh hương vị pháp xứ, không nhãn giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, không có sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới, không có nhãn thức giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, không có địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới, không có vô minh, cũng không có vô minh diệt, không có hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, không có hành cho đến lão tử diệt. Không có thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo, không có đắc, không có hiện quán, không có dự lưu, không có quả dự lưu, không có nhất lai, không có quả nhất lai, không có bất hoàn, không có quả bất hoàn, không có A-la-hán, không có quả A-la-hán, không có độc giác, không có độc giác Bồ-đề, không có Bồ-Tát, không có hạnh của Bồ-Tát, không có chánh đẳng giác, không có chánh đẳng giác Bồ-đề. Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ-Tát tương ưng với Pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ-Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy Bố Thí Ba La Mật Đa có tương ưng hay không tương ưng, không thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sắc có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thọ tưởng hành thức có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhãn xứ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có tương ưng hay không tương ưng. Không thấy sắc xứ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhãn giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có tương ưng hay không tương ưng. Không thấy sắc giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thanh hương vị xúc pháp giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhãn thức giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thánh đế khổ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thánh đế tập diệt đạo có tương ưng hay không tương ưng, không thấy vô minh có tương ưng hay không tương ưng, không thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có tương ưng hay không tương ưng, không thấy bốn niệm trụ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sáu phép thần thông có tương ưng hay không tương ưng, không thấy mười lực Phật có tương ưng hay không tương ưng, không thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có tương ưng hay không tương ưng, không thấy trí nhất thiết tướng vi diệu có tương ưng hay không tương ưng, không thấy trí nhất thiết trí có tương ưng hay không tương ưng. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ưng với những pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không quán không hợp với không, cũng không tương ưng với không, không quán vô tướng hợp với vô tướng, cũng không tương ưng với vô tướng, không quán vô nguyện hợp với vô nguyện, cũng không tương ưng với vô nguyện. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì không vô tướng vô nguyện, không hợp, không phải hợp,
cũng không tương ưng, chẳng phải tương ưng. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nhập vào tự tướng không của tất cả pháp. Không quán sắc có hợp hay tan, không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan, không quán sắc có hợp hay tan với khoảng trước. Vì sao? Vì không thấy khoảng trước. Không quán sắc có hợp hay tan với khoảng sau. Vì sao? Vì không thấy khoảng sau. Không quán sắc có hợp hay tan với khoảng giữa, vì sao? Vì không thấy khoảng giữa. Không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan với khoảng trước, vì sao? Vì không thấy khoảng trước. Không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan với khoảng sau, vì sao? Vì không thấy khoảng sau. Không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan với khoảng giữa, vì sao? Vì không thấy khoảng giữa. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát không quán khoảng trước hợp hay tan với khoảng sau, không quán khoảng trước hợp hay tan với khoảng giữa, không quán khoảng sau hợp hay tan với khoảng trước, không quán khoảng sau hợp hay tan với khoảng giữa, không quán khoảng giữa hợp hay tan với khoảng trước, không quán khoảng giữa hợp hay tan với khoảng sau, không quán khoảng trước hợp hay tan với khoảng sau khoảng giữa, không quán khoảng giữa hợp hay tan với khoảng trước khoảng sau, không quán khoảng trước khoảng sau khoảng giữa hợp hay tan. Vì sao? Vì ba đời đều không. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không quán trí nhất thiết hợp hay tan với quá khứ. Vì sao? Vì quá khứ còn không thấy, thì làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với quá khứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với vị lai. Vì sao? Vì vị lai còn không thấy, thì làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với vị lai? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với hiện tại. Vì sao? Vì hiện tại còn không thấy thì làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với hiện tại? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc. Vì sao? Vì sắc còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thọ tưởng hành thức? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc xứ. Vì sao? Vì sắc xứ còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc giới. Vì sao? Vì sắc giới còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp giới còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới còn không thấy. Làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn thức giới?
không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhi tĩ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì nhi tĩ thiệt thân ý thức giới còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhi tĩ thiệt thân ý thức giới có hợp hay tan? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế khổ. Vì sao? Vì thánh đế khổ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế khổ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì thánh đế tập diệt đạo còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế tập diệt đạo có hợp hay tan? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với vô minh. Vì sao? Vì vô minh còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với vô minh? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với hành cho đến lão tử? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với bố thí ba la mật đa. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với bố thí ba la mật đa? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn niệm trụ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn niệm trụ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sáu phép thần thông? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với mười lực Phật. Vì sao? Vì mười lực Phật còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với mười lực Phật? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có hợp hay tan? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với Phật, cũng không quán Phật hợp hay tan với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là Phật, Phật tức là trí nhất thiết. Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với Bồ Đề, cũng không quán Bồ Đề hợp hay tan với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là trí nhất thiết. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với Pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp trước sắc là hữu hay phi hữu, không chấp trước thọ tưởng hành thức là hữu hay phi hữu, không chấp trước sắc là thường hay vô thường, không chấp trước thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, không chấp trước sắc là vui hay khổ, không chấp trước thọ tưởng hành thức là vui hay khổ, không chấp trước sắc là ngã hay vô ngã, không chấp trước thọ tưởng hành thức là ngã hay vô ngã, không chấp trước sắc là tịch tịnh hay không tịch tịnh, không chấp trước thọ tưởng hành thức là tịch tịnh hay không tịch tịnh. Không chấp trước sắc là không hay bất không, không chấp trước thọ tưởng hành thức là không hay bất không, không chấp trước sắc là hữu tướng hay vô tướng, không chấp trước thọ tưởng hành thức là hữu tướng hay vô tướng, không chấp trước sắc là hữu nguyện hay vô nguyện, không chấp trước thọ tưởng hành thức là hữu nguyện hay vô nguyện. Này Xá Lợi Tử,
vì các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy. Ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy, ta không hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy, ta hành hoặc không hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy, ta chẳng hành cũng chẳng phải không hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì bố thí Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì nhập vào chánh quyết định của Bồ Tát mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì đắc địa vị Bồ Tát bất thối chuyển mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì thành tựu các hữu tình mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì bốn niệm trụ mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì mười lực Phật mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì pháp nội không mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì pháp ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh rốt ráo không, vô tế không, tán vô tán không, bản tính không, tự cộng tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính không, vô tính tự tính không mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì chân như mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì pháp giới pháp tánh thật tế mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì không thấy sự sai khác của các pháp tánh. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì thiên nhãn trí chứng thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì thiên nhĩ tha tâm túc trụ tùy niệm thần cảnh lậu tận trí chứng thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa thì làm sao thấy sáu phép thần thông của đại Bồ Tát và các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy. Ta dùng thiên nhãn trí chứng thông mà quán khắp tất cả hữu tình chết đây sanh kia có từng phẩm loại khác nhau trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương. Không nghĩ như vậy, ta dùng thiên nhĩ trí chứng thông nghe những âm thanh riêng biệt của tất cả hữu tình trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương. Không nghĩ như vậy, ta dùng tha tâm trí chứng thông biết những ý nghĩ sai khác thuộc tâm và tâm sở của tất cả hữu tình trong hằng hà sa số thế giới chư Phật ở mười phương. Không nghĩ như vậy, ta dùng túc trụ tùy niệm trí chứng thông nhớ kiếp trước sai khác của tất cả hữu tình trong hằng hà sa số thế giới chư Phật ở mười phương. Không nghĩ như vậy, ta dùng thần cảnh trí chứng thông đến hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương để giảng nói chánh pháp cho các hữu tình. Không nghĩ như vậy, ta dùng lậu tận trí chứng thông biết rõ tất cả hữu tình trong hằng hà sa số thế giới chư Phật ở mười phương, lậu đã tận hay chưa tận. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo có thể an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình vào cảnh giới vô dư y niết bàn, làm cho tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng không làm hại được, tất cả phiền não đều được diệt trừ. Mong muốn những việc ở đời được thành tựu, được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Đại Bồ Tát trong hằng hà sa số thế giới ở mười phương hộ niệm, không để cho Bồ Tát ấy thối lui rơi trở lại địa vị thanh văn độc giác. Đại Bồ Tát ấy được thanh văn độc giác trời tứ đại thiên vương chúng cho đến trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng cho đến trời phạm thiên, trời quang cho đến trời cực quang tịnh, trời tịnh cho đến trời biến tịnh, trời quảng cho đến trời quảng quả, trời vô phiền cho đến trời sắc cứu cánh, ủng hộ và bảo vệ. Đại Bồ Tát ấy làm những việc gì không bao giờ bị chướng ngại mà lại mau thành tựu tất cả bệnh khổ của thân tâm đều được tiêu trừ. Giả sử có nghiệp tội thọ quả báo ở đời tương lai lại được chuyển chịu quả báo nhẹ ở hiện tại. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy có lòng từ bi khắp tất cả hữu tình. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có đầy đủ đại thế lực diệu dụng gia hạnh thì có thể phát sanh tất cả môn Đà La Ni thù thắng, tất cả môn Tam Ma Địa thù thắng. Nhờ thế lực này, tùy ý phát sanh tất cả công đức thế gian hay xuất thế gian, sanh ra nơi nào thường được gặp tôn thờ chư Phật Thế Tôn và các Đại Bồ Tát cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trong thời gian ấy, Đại Bồ Tát không bao giờ lìa Phật và chúng Đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử nên biết, Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị công đức lợi ích thù thắng như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy. Có pháp tương ưng hoặc không tương ưng, bằng nhau hoặc không bằng nhau với pháp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy không thấy có pháp nào tương ưng hoặc không tương ưng, bằng hoặc không bằng với pháp. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 480.